Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay Duy làm một cái video chia sẻ cho mọi người một cái giải pháp là sử dụng những cái bóng đèn là thắp sáng ở nơi công cộng, những cái công trình công cộng, công viên, những công trình nhà nước vân vân. Thì hiện nay với công nghệ LED cực kỳ phát triển á, thì mọi người có thể sử dụng những cái đèn LED như thế này, có thể thắp sáng với cái cường độ sáng rất là mạnh, đủ sáng cho những nơi công cộng. Mình thắp sáng những cái cột trụ cao từ 8 đến 10 mét ha. Thì cái này là toàn bộ cái hệ thống đèn này là sử dụng điện 220 nha, và sử dụng chip LED, đó là của hãng Philips, cho nên đảm bảo là độ bền rất là cao và bảo hành trong cái thời gian rất là dài, từ 3 năm cho đến 5 năm. Thì những cái sản phẩm này á, nếu mà quý vị mua những cái mặt hàng trôi nổi trên thị trường á, thì thứ nhất á, là qua rất là nhiều khâu trung gian, các cái đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 vân vân, thì cái giá thành nó đội lên rất là cao. Mình mua với chi phí đầu tư ban đầu rất là mắc. Cái thứ hai á, là độ bền nó không đảm bảo. Thì khi mà mình lắp đặt trên những cái công trình, những cái cột trụ lớn như vậy á, cái việc mà bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, thay mới nó rất là khó khăn. Cho nên mình mua một sản phẩm chất lượng á, mình có thể sử dụng lâu dài là một cái điều á, rất là ít, có ích lợi cho mình. Và với cái công nghệ LED ngày nay á, vô cùng phát triển á, thì đây là những cái sản phẩm với cái mẫu mã mới hiện đại. Một cái bộ đèn như thế này á, thì nhiều khi quý vị mua hàng trôi nổi giá có thể lên đến vài triệu cho đến cả chục triệu đồng một bộ. Nhưng mà mua hàng tận xưởng cảm thấy là cái giá đó cực kỳ vô lý đối với người dùng, nhất là những cái công trình nhà nước á. Thì tiết kiệm, để tiết kiệm tiền cho người dân á, thì mình có thể xài những cái bộ đèn này á, với giá rất hợp lý. Mỗi một cái bộ đèn này lắp đặt ở độ cao từ 8 đến 10 mét, có thể phủ sáng đủ sáng, nhưng mà giá thành chỉ trên dưới 1 triệu thôi. Tôi nghĩ là cực kỳ rẻ, ai cũng có thể sử dụng được. Và cái bảo hành mà mua hàng tận xưởng đảm bảo cho quý vị á, là thời gian dài 5 năm. Thì á, mình mua một cái bộ đèn như thế này á, mình tính ra cái thời gian 5 năm với số tiền bỏ ra trên dưới 1 triệu đồng á, thì mình tính ra cái giá trị khấu hao á, rất là rẻ. Và mình mua những cái bộ đèn này á, vừa mang cái tính là mỹ quan, mình lắp đặt ở những công trình công cộng, công viên á, nó vừa đẹp, nó vừa hiện đại, nó vừa đủ sáng, đảm bảo cho mọi người sinh hoạt, người dân sinh hoạt tốt. Rồi á, đảm bảo đủ sáng cho cái việc là an toàn giao thông. Thì mình nghĩ là với cái công nghệ ngày nay, với cái hệ thống đèn LED như thế này á, thì những cái bộ đèn này tương lai sẽ được sử dụng rất là phổ biến, giá thành hợp lý, chế độ bảo hành, bảo dưỡng rất là tốt cho mọi người. Và đặc biệt á, mình nói thêm một cái điều này, thì hiện nay á, nhiều người mình đi trên đường á, mình thấy có những chỗ là sử dụng cái hệ thống đèn gọi là đèn công nghệ cũ đó, đèn sodium, đèn natri á, thì rất là hao điện luôn. Tính ra cái tiền điện, chi phí tiền điện á, rất là cao, mà cái độ sáng không đủ, cho nên á, có thể là gây ra tai nạn giao thông. Thì Duy nghĩ rằng á, nếu như á, mà ở các tỉnh thành của mình á, trong cả nước Việt Nam mình có điều kiện mình sử dụng những cái bộ đèn với công nghệ LED hiện đại này á, mình thay thế cho một cái khu vực thành phố hay một cái tỉnh thành nào đó, thì có mua hàng tận xưởng cung cấp một cái giải pháp á, là thay thế đèn với chi phí bằng 0 đồng luôn. Duy sẽ chia sẻ cái điều này như sau. Bây giờ toàn bộ những cái công nghệ cũ, nếu một năm á, mình thắp sáng cái hệ thống đèn ở một cái thành phố hay một cái tỉnh á, thì cái chi phí tiền điện á, nó đội lên rất là cao. Vậy thì thay vì mình lấy cái tiền mình đóng tiền điện đó, mình thay thế toàn bộ cái hệ thống đèn LED mới này, mình lấy cái tiền đóng tiền điện, mình mua đèn LED này, mình thay thế trong vòng 3 năm, thì tổng số tiền điện mình cộng lại á, tiết kiệm được á, đủ để thay mới toàn bộ các sản phẩm này luôn. Nếu mà ở tỉnh thành nào, ở lãnh đạo nào, ở cái thành phố nào, tỉnh nào biết đến cái giải pháp mà mua hàng tận xưởng cung cấp á, thì á, có thể liên hệ trực tiếp đến cái số hotline là 1900 58 8840, thì có cái đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn cho quý vị cái giải pháp này cụ thể như thế nào. Thay thế toàn bộ hệ thống đèn giao thông của tỉnh đó, vừa cung cấp cái nét đẹp đô thị mỹ quan nè, hệ thống đèn hiện đại nè, cung cấp đủ độ sáng nè, với cái đầu tư là 0 đồng. Duy nói cái điều này có lẽ là nhiều người không tin, nhưng mà mua hàng tận xưởng đã thực hiện thành công ở một cái thành phố lớn, thực hiện cái giải pháp này thành công.
Và kể từ năm thứ tư trở đi á, thì toàn bộ cái số tiền tiết kiệm đó ở thành phố tỉnh đó có thể chủ động lấy cái số tiền đó để làm những cái chuyện có ích khác cho cộng đồng, cho xã hội, xây trường học hay là xây cầu đường hay vân vân. Coi như là mình làm với chi phí không đồng mà mang lại lợi ích dài hạn sau này. Thì Duy hy vọng là Duy nói cái điều này, chia sẻ cái điều này ra là tận tâm của mình nói để mà mang lại lợi ích cho không chỉ đất nước mình mà cho người dân của mình biết đến một cái giải pháp mới. Duy hy vọng là cái video này sẽ giúp cho mọi người hiểu được cái cách sử dụng một cái sản phẩm đèn LED, nó mang lại những cái giá trị nào về giá trị kinh tế, rồi thẩm mỹ, rồi an toàn vân vân, với cái chi phí rất là tiết kiệm hơn. Thì nếu quý vị thấy video này có ích á, thì đừng quên nhấn like, click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhiều người cùng biết đến một cái giải pháp, một giải pháp tiết kiệm, an toàn, cực kỳ thông minh và hiệu quả. Thì Mua Hàng Tận Xưởng sẽ cung cấp toàn bộ những cái giải pháp và sản phẩm này đến tay người tiêu dùng, từ xưởng Trung Quốc về tận tay người tiêu dùng, mang hàng đến tận tay người tiêu dùng, tư vấn tận tâm, giá thành tận gốc luôn, và chế độ bảo hành hậu mãi đầy đủ. Cảm ơn quý vị đã xem video này và hẹn gặp lại quý vị trong video gần nhất, sớm nhất. Trân trọng mến chào.